chỗ bên nhìn bên trái thì là cái chỗ điểm giao trắng đỏ, còn nhìn bên phải nó là cầu Sì Tốp. Bây giờ ta đi bên trái, ta nhìn bên trái này, chỗ điểm giao trắng đỏ cái vạch vàng nhìn như thế này là Kiên nhìn như thế này là anh thấy sai rồi. Bởi vì sao? Bên này mình phải hình dung ra có cái xe khách nó đang đứng này, cái xe tải đang đứng này thì sẽ không bao giờ nhìn được đâu nhé. Cho nên đi bên trái là phải nhìn bên trái cho thành thói quen đi. Đi bên phải thì em có thể nhìn bên phải hoặc bên trái thì được. Nhưng đã đi bên trái là nhìn bên trái để phòng tránh trường hợp có xe. Thì ra mình phải đề phòng tình huống thế thôi. Đi treo côn, cứ bò từ từ thôi. Chỗ riêng bài này non thì được, đừng bao giờ để quá. Không quá vạch vàng này chứ. Bởi vì vai mình ngang với cái tai thứ tư này thôi. Đấy, cái tai thứ tư ấy. Đầu xe cách vạch trắng không quá 50. Nhưng mà bây giờ mình đầu xe mà chạm vào vạch trắng cái là sẽ mất 25 điểm luôn. Trước khi nhạc nổi bây giờ nó sôi này, nếu mình để ý. Đây là tình huống nguy hiểm từng khẩn cấp ấy. Trước khi nhạc nổi bao giờ nó sôi nên. Còn nếu mình không để ý được thì thôi, cứ có nhạc là phanh lại rồi bật. Chờ có lệnh đi tiếp tắt rồi đi. Tất cả những đoạn thẳng thoáng thì có thể là tiết kiệm thời gian vào, luôn luôn tiết kiệm thời gian vào. Không có để thời gian nó trễ đâu. Mình đi chậm nhưng đồng hồ không chạy chậm lại đâu. Cho nên đoạn thẳng thoáng là phải ga lên mà đi. Cứ không quá 20 km/h là được. Trên 90% số người mất điểm bài này, nhưng mà anh ấy vẫn làm được nhé. Chậm thôi, đạp thôi, chậm lại. Nhìn thêm rồi, nhìn thêm. Cái bài qua Việt lấy xe là một trong những bài rất là khó, rất là mất điểm. Đây này, lấy muộn. Đối với bài đi qua Việt thì rất là khó, chứ bài vu gốc thì không khó. Bài vu gốc thì rất là dễ thôi, cứ vai tới điểm là lấy lái thì là bị, không bị như thế. Đây là do lấy lái muộn. Riêng bài đề 3 nó có 3 lỗi. Quá vạch, tụt dốc quá 50, quá 30 giây. Cho nên là cái bài đề 3 tại sao khi lên cái này tôi nói là dừng non thì được. Không bao giờ được, quá được. Non thì mất 5, quá thì 25. Quá 30 giây và tụt dốc quá 50 nữa là đều hỏng hết. Bên này với bên kia nó sắp xếp thì cũng như nhau thôi. Nó chỉ khác nhau ở cái bài ghép dọc và ghép ngang ấy. Bên kia thì chỉ có 2 chuồng ghép dọc và 2 chuồng ghép ngang thôi. Còn bên này thì nó là rộng hơn, cho nên nó có 3 chuồng ghép dọc và 3 chuồng ghép ngang.
chỉ có vào đây chứ hướng dẫn cho xem một hai vòng và sang bên kia cũng thế thôi, xong rồi tự mà làm đấy. Vâng. Bài thi của mình như thế nào, lý do là sao? Bài này hơi bị sai một chút là bên trái thì rộng và bên phải thì sát lên kia nhá. Đấy, đọc trước rồi nhá. Anh đọc trước rồi nhá. Cái này hơi đấy, anh đọc như thế mà sao tại sao vẫn lấy lái sớm? Hả? Anh đã đọc như thế tại sao vẫn lấy lái sớm? Nếu nó là sát thì mình phải mở rộng hoặc tiến cao chứ. Đúng không? Đây em mình giữ như thế mà em lấy lái sớm thì em sẽ bị chẹt vành lúc sau. Đọc cho tình huống là bị sai rồi. Bởi vì sao? Cái bài ghép dọc thì ta phải sát trái, còn ghép ngang thì mới là sát phải nhé. Dọc thì sát trái, ngang thì sát phải. Bài này cố gắng làm sao thật sát bên trái. Ghép dọc ngang thì lại cố gắng sát bên phải. Dọc trái ngang phải. Để bởi vì sao mình nếu mà mình không sát về bên trái thì mình sẽ sát bên phải giống như tình huống vừa rồi của anh ấy. Ra chỉ cần lấy lái đúng là đã bị chẹt rồi chứ chưa nói cái vấn đề là lấy lái sớm nhé. Lấy đúng là đã bị chẹt. Đây này, cái ở bên này nó khác với bên kia là gì? Nó có vạch này, vạch sơn màu vàng này chẳng đấy. Bên kia thì không có. Và có khác nữa cái gì? Khác cái đèn xanh đèn đỏ thực tế này và có đồng hồ đếm ngược đây. Còn bên kia là mình phải quan sát xe để mình đi. Xác định là mình là người đầu tiên đèn xanh đi nhé. Sang bên này là mình là người đầu tiên đèn xanh đi. Vì cái thời gian đèn xanh nó rất là ngắn, nó chỉ có 89 giây thôi. Mình mà đi bám theo là dễ nguy hiểm. Xe trước nó không qua ngã tư. Nó có một cái quy định là quá 20 giây không qua hết ngã tư mất 5 điểm. Và quá 30 giây không qua thì hỏng thi. Cái bài qua ngã tư này cũng, nó cũng giống như bài xuất phát. Cũng đều như thế thôi. Quá 20 giây không qua mất 5, quá 30 giây không qua làm thì không có bám theo, phụ thuộc vào xe trước. Sân tập của mình nó rất là rõ nhưng bên này nó chỉ là mờ thôi và nhìn nói chung là cũng đều ra hết. Đây là ví dụ như đơn giản như bài tình huống này, mình nhìn cái là thấy ngay nó có sự khác biệt đấy. Nhìn cái vai người lái nó chiếu cái gì thì cái đầu xe mình cách về trắng sẽ không quá 50, nhớ là đầu xe cách về trắng không quá 50, trên sách nó viết là chỉ có như thế thôi. Yêu cầu dừng đỗ là gì? Đầu xe cách về trắng không quá 50. Còn làm thế nào để được đấy? Chính vì thế chúng ta phải học làm thế nào để được cái việc gì đấy. Quan sát như thế này thì để cho đỡ chặn ra cửa trùng ba luôn. Đấy.
thì nó có lấy lái lên cái là nó sẽ chặn ngay vào trước mặt mình rồi. Cái đây cái cửa này là cửa vào chuồng 3 và ra chuồng 1 nhá. Đấy. Cửa này cửa vào chuồng 3 ra chuồng 1. Đương nhiên mình đi vào cửa này thì không nên vào 2 mà nên 3 nên để cho xe đừng có thẳng. Mục đích của mình để cho điều chỉnh cái xe nó thẳng. Song song cách vạch khoảng 50 cm đi. Đấy, vai tới thì lấy. Nhìn thấy cái gì không? Phải trắng đỏ hoặc hai vạch mờ song song không? Qua cột một cái này như thế. Từng dấu từng điểm một hết. Đều có dấu điểm hết. Dừng lại cái trả thẳng xong rồi bắt đầu vào số từng việc một làm. Chưa, em không trả lái thì bằng không đấy. Người ta trả thẳng lái hoặc lấy hết lái phải, nó có hai cách. Rồi, thế. Nhiều người cứ tiến lên rồi em tiến rồi em lùi lại nó vẫn thế chứ sao được. Thì bà này người ta yêu cầu là song song cách bên phải. Đấy hôm trước hai vợ chồng đã nói rồi đấy, cho xuống đứng xem này. Nhớ là bên phải nó song song cách vạch không quá 25. Nó sẽ nhận bài. Nhiều người cứ hỏi tại sao em lùi vào rồi, em lùi đến 2 lần, 3 lần rồi mà tại sao nó không nhận bài. Bình thường ra chúng tôi nói là gì? Chỉ có 2 lần thôi, tiến lên và lùi lại. Lùi qua không có thì tiến lên. Nhiều trường hợp mà tiến lên chậm thôi là nó đã nhận bài rồi. Thì mình có thể ra được ngay. Nếu không nhận bài thì mình lùi lại một lần nữa. Có hay không có thì cũng đi ra. Nhưng phải làm sao, cái lốp sau phải ít nhất tôi không nhìn được lốp trước thì tôi đã nhìn được lốp sau rồi. Thì phải cái lốp sau phải nhìn nó phải sát vào đã nhé. Việc làm như đó. Nếu để rộng quá mà đi ra sẽ mất 25 điểm. Rộng quá mà đi ra là gọi bỏ bài 25 điểm. Đấy, ba xanh thì bỏ ba đỏ thì đi. Nhưng dừng xa này thì phải xa nữa, phải sớm nữa đi chứ không phải là ba nữa. Bởi vì đầu xe che khuất thì mới là ba. Nếu mà mình xa quá nữa thì phải 5, 7, thậm chí là 10 giây chẳng như xa. Hiểu đơn giản một cái là cách 3 mét thì 3 giây, một cách 5 mét thì 5 giây, cách 10 mét thì 10 giây. Xe mà đang đi rồi mà lại bỏ khúc 3 mà đi thì lại thành vượt đèn đỏ bởi vì nhanh quá. Nhả hết côn ra đi đi kia nơi, những đoạn thẳng thoáng đi anh thấy là đấy chậm đấy. Sân thoáng như thế này, đây là không phải phong cách của Kiên đâu đấy, anh nói đấy. Tất cả những đoạn thẳng và thoáng là không có để lãng phí thời gian được. Sân thoáng như thế này mà không chạy được thì thôi đấy. Một tiếng không từ 4 vòng trở lên. Đội trẻ trẻ mà chạy thì nói chung là một tiếng nó phải 5 vòng thôi. Nếu sân thoáng như thế này, sang phải đi. Sang phải đi, sao quan sát như thế này Kiên? Sang phải đi. Bên trái có xe rồi, tại sao lại đi bên trái? Ô, bên nào chả đi, có cơ hội vừa mình đi bên phải rồi. Đây cho hai vợ chồng ngồi xem nốt vòng nữa đấy, tự làm đấy nha Kiên nhá. Vâng.